Ngày 23 tháng 10, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa và Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, bắt giữ ổ nhóm chuyên lừa đảo trên không gian mạng do Lê Tất Đạt, sinh năm 1996, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, cầm đầu. Theo tài liệu của cơ quan công an, cuối tháng 9 năm 2023, sau khi học được nghề từ một số đối tượng trở về từ Campuchia, Lê Tất Đạt đã mua 20 bộ máy tính cũ, 20 điện thoại di động thông minh, sau đó thuê hai địa điểm tại Thanh Hóa và Hà Nội làm đại bản doanh. Sau đó Đạt tuyển 20 đối tượng có kiến thức tin học và hướng dẫn họ các chiêu thức lừa đảo. Các đối tượng đã lập các trang fanpage Xây Duyên 1, Xây Duyên 2, Xem Tình Duyên miễn phí trên mạng xã hội Facebook. Khi có khách nhắn tin hỏi thì các đối tượng tự xưng là thầy, cậu, cô và yêu cầu kết bạn Zalo để được tư vấn. Trong quá trình tư vấn, các đối tượng yêu cầu khách để lại thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh. Từ đó, các đối tượng lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến phong thủy hợp với tên tuổi của khách, sau đó quay lại phán, đồng thời đe dọa nếu không giải hạn thì sẽ gặp nhiều rủi ro. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng đề nghị khách mua các đồ vật tâm linh như bùa, ngải để giải hạn hoặc vật phẩm mang lại may mắn như đồng tiền xu, vòng gỗ hoàng đàn, vòng tỳ hưu, nhẫn với giá từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng. Nhưng thực tế các mặt hàng chỉ có giá từ 1.000 đồng đến 10.000 đồng. Bằng các thủ đoạn chỉ tính từ cuối tháng 9 năm 2023 cho đến khi bị bắt vào ngày 21 tháng 10, Lê Tất Đạt và các cộng sự đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng trăm người trên cả nước với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngày 23 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AAC và các đơn vị liên quan. Trong vụ án có 16 bị cáo, trong đó có 14 người bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 2 bị cáo bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc AAC cùng 3 bị cáo khác đang bỏ trốn bị xét xử vắng mặt. Tại phần thẩm vấn, bị cáo Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng AAC là người đầu tiên trả lời hội đồng xét xử. Sơn khai làm công việc kế toán từ cuối năm 2008. Cuối năm 2013, Sơn được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo sửa báo cáo tài chính để AAC có đủ năng lực tài chính tham gia các gói thầu tại dự án Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Theo lời của Sơn, bà Nhàn đã yêu cầu bị cáo chỉnh sửa báo cáo tài chính, mặc dù được tham mưu là không được, nhưng bà Nhàn yêu cầu làm và không phải là người chịu trách nhiệm về vụ việc. Trước yêu cầu của Chủ tịch AAC, bị cáo Sơn đã chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa bản báo cáo tài chính theo như chỉ đạo của bà Nhàn. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Sơn đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, tỏ ra ăn năn hối lỗi. Cũng tại phiên tòa, bị cáo Sơn đã khai quá trình lẩn trốn sang Dubai. Tuy nhiên, đến ngày 22 tháng 6, Sơn về nước đầu thú. Theo Sơn, chỉ có đầu thú mới nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 23 tháng 10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ Quách Đại Hải, 24 tuổi, ngụ phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng vì có liên quan đến hành vi giết người. Trước đó, Hải bị Công an thành phố Hải Phòng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp vì có liên quan vụ dùng dao đâm chết người tại quán karaoke Tonight, thành phố Hải Phòng vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10. Sau khi xảy ra vụ án mạng, Hải cùng một số đối tượng có liên quan đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua phối hợp với Công an các địa phương chiều 22 tháng 10, trên tuyến quốc lộ thuộc thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, các lực lượng chức năng đã cho dừng và kiểm tra xe ô tô khách biển số 18F00536 đang di chuyển hướng từ tỉnh Đắk Nông đi tỉnh Bình Phước. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hải có mặt trên xe nên đã tạm giữ, đồng thời thông báo cho Công an thành phố Hải Phòng để phối hợp điều tra. Theo cơ quan công an, ngày 21 tháng 10, Hải cùng Lê Văn Khánh, Trần Viết Trung, Phạm Hoàng Phương đánh nhau với nhóm của anh Tê. Hậu quả anh Tê bị nhóm thanh niên dùng dao đâm tử vong. Ngoài Hải bị bắt ở tỉnh Bình Phước, các đối tượng Lê Văn Khánh và Trần Quyết Trung bỏ trốn vào Đắk Lắk cũng đã bị bắt giữ. Ngày 23 tháng 10, Thiếu tá Văn Thanh Lộc, đồn trưởng đồn biên phòng Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương và người dân để tìm kiếm một người có quốc tịch Hàn Quốc bị mất tích khi tắm biển. Trước đó khoảng 17 giờ 20 phút ngày 22 tháng 10, hai người đàn ông tên LGH và anh BHG cùng sinh năm 1999 mang quốc tịch Hàn Quốc tắm biển tại bãi tắm An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An. Đến khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày thì anh BHG bị đuối nước và mất tích. Ngay khi nhận được tin báo, đồn biên phòng Cửa Đại đã cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển.
Đến 14 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10, Thị tìm thấy thi thể của anh PHC tại khu vực bờ biển Cửa Đại, phường Cửa Đại. Ngày 23 tháng 10, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã có báo cáo liên quan đến sự cố vỡ tường bê tông phục vụ thi công đập tràn thủy điện Iaclay 2 xây dựng tại huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Theo Sở Công Thương Gia Lai, qua xem xét đánh giá bước đầu giữa hiện trạng công trình sau sự cố, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và nội dung biện pháp tổ chức thi công được duyệt, Sở đã nhận thấy chủ đầu tư và đơn vị thi công xây dựng công trình thủy điện chưa tuân thủ đầy đủ các nội dung trình tự, biện pháp thi công, dẫn dòng thi công trong mùa lũ, không đảm bảo tiến độ thi công phần thân đập sau khi thi công hoàn thành phần tường thượng lưu. Bên cạnh đó, chưa cập nhật kịp thời tình hình diễn biến bất thường của thời tiết, chưa có biện pháp gia cố, bảo đảm an toàn phần tường thượng lưu nên khi xuất hiện lũ lớn đã bị đẩy trôi về hạ lưu. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã phản ánh, nhà máy thủy điện Iaclay 2 có công suất 12 MW do công ty cổ phần thủy điện Khải Hoàng làm chủ đầu tư, giá trị 404 tỷ đồng. Đơn vị thi công là công ty cổ phần Thành Đạt. Trong quá trình thi công, tường bê tông dài khoảng 50 m phục vụ thi công đập tràn dự án bị nước cuốn đổ sập hoàn toàn, gây thiệt hại hoa màu cho hàng chục hộ dân dưới hạ du. Ngày 23 tháng 10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Quảng Nam liên quan đến ca bệnh Whitmore hay còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người. Trước đó, trưa ngày 11 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Tâm trí tiếp nhận bệnh nhân nữ tên TV, sinh năm 1976, trú tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, vào cấp cứu trong tình trạng sốt cao, khó thở, mệt mỏi, thở gắng sức. Sau khi được xử trí cấp cứu, bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm phổi nặng, theo dõi nhiễm khuẩn huyết, bệnh kèm theo đái tháo đường tiếp 1, bỏ điều trị khoảng 1 năm, biến chứng suy hô hấp cấp, tăng đường máu cấp. Tuy nhiên, đến 16 giờ 45 phút ngày 11 tháng 10, do tình trạng diễn biến xấu, tiên lượng nặng, nên bệnh nhân được hội chẩn và thống nhất chuyển Bệnh viện Đà Nẵng điều trị tiếp. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong sau đó. Đến ngày 14 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Quảng Nam nhận được kết quả cấy máu và cấy đàm của bệnh nhân TV, gửi về với kết quả bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Bucoladeria pseudomallei là loại gây ra bệnh Whitmore. Liên quan đến vụ việc cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bị tố vội tiền, ngày 23 tháng 10, Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau cho biết vừa có thông báo ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Nội dung thông báo cho biết qua kiểm tra xác minh cho thấy không đủ cơ sở kết luận các cá nhân có hành vi nhận hối lộ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công vụ, các cá nhân đã vi phạm về quy trình, quy định của ngành. Từ kết quả xác minh, đến nay, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã kiểm điểm xử lý trách nhiệm 10 cá nhân. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau đã kiểm điểm xử lý trách nhiệm 1 cá nhân có liên quan. Trước đó, ông Lại Tấn Tài tố cáo đến cơ quan chức năng việc cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ngọc Hiển có hành vi vòi tiền để lại Phương Thúy, con gái ông, được tại ngoại.